Ê, ẩn thế nhở. Em cháu. Ui giật hết cả mình, chú tôm xe. Nhà hòn gạo. Chú xin đi chú mua. Hay con này. Tao mà phải xin xỏ mày mấy cái hạt gạo ấy à. Mua. Chú có tiền không? Thì đây không là tiền thì làm mít à. Dạo này lậu được tiền xe hay sao ấy mà kiếm ăn thế nhở. Này nha, tao mà phải làm mấy cái trò đấy. Mà mày có bán hàng không ấy? Không bán thì tao còn về này. Thôi từ 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 từ. Khiếp chú ơi, tính nóng như kem. Thế này cháu ở nhà cháu lấy gạo chú nhá. Thì chú lấy mấy cân? Lấy tao 2 cân, loại ngon vào đây nha. Vâng, chú yên tâm. Đây, 2 cân gạo quê của chú Tùng đây. Gạo này á, là nhà cháu trồng đấy, nhà chú yên tâm. Trồng được quét đi nhỉ, bao tiền thì chú gửi. Bình thường cháu bán 17.500 một cân, nhưng mà chỗ người quen với nhau, cháu lấy chú 2 cân 35.000. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Yêu đãi à, quý hóa quá. Cho chú gửi tiền, ai? Vâng, cháu xin. Ừ, thôi chú về đây. Dạ vâng ạ, chú về nhá. Vâng. Đúng là gạo quê nó khác, trông nó khác hẳn gạo thành phố. Mà em cháu bán có 17.500 một cân, mà 2 cân có 35.000. Mà có cái gì sai sai ấy nhỉ? Anh cho em xin nốt cái số gạo ấy đi. Thì mà anh cho em xin nốt đi anh. Nó làm cái gì ấy nhỉ? Thôi mà anh, cả nhà em sống nhờ vào cái số gạo túi tiện của anh đấy. Sao nó bán gạo cho mình rồi nó lại đi xin gạo từ thiện là thế nào nhỉ? Không hiểu thế nhỉ. Ôi trời ơi, em cháu ơi, mua loa bổ Bluetooth nghe nhạc tặng em cháu thế này. Ô, em cháu mua loa ở trên mạng mà xe ôm mang tới à? Xe ôm nào? Trong này bảo xe ôm. Xe ôm cái gì mà xe ôm? Sugar Daddy của cháu đấy đang tặng cháu cả cặp loa to đùng như này. Ok, chú cũng định tặng cháu loa à? Đâu, tặng gì đâu. Ý giời ơi, loa liếc làm cái gì? Chú mang tiền đến lì xì cho em cháu đây này. Chờ tí, chú đi lấy nhá. Vâng. Loa liếc cái gì? Đây, chuyên nhịn. Lì xì tận một củ này mà không yêu thì hơi phí. Đây, lì xì của em cháu đây. Thế bây giờ em cháu yêu chú ấy, hay là yêu ai? Trời ơi. Đúng là trên đời này ấy, chỉ có chú Tùng là hiểu cho nhất. Cứ ai có cho polymer này cháu yêu tất luôn. Chú. Thế bây giờ ấy, đã yêu chưa? Trời ơi, yêu quá chứ nhị. Khoan. Thế bây giờ chọn polymer hay chọn 100 đô? Chú có tên đô không? Thế thì next. Cười. Này, chú không có đô nhá. Nhưng mà ấy, chú sẽ tặng em cháu một con ô tô luôn. Đưa em cháu đi xem phim luôn. Bây giờ ấy, xem thằng nào hơn thằng nào. Trời ơi. Thằng này bằng ô tô không? Mày có đưa bà đi xem phim bằng ô tô được không? Đấy thì lượn, nó trong, nhanh. Xin giả cho tôi. Giả cái gì? Đi đi. Chú Tùng. Chú Tùng của em. Bây giờ mình đi ra xe ô tô luôn chú nhá. Đi xem phim luôn chú nhá. Đi luôn. Trời ơi, cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương. Máng mương đòi tương đương với thủy điện. Ui. Ơ kìa chú, sao không đi đi còn đợi gì nữa? Đi đâu? Ơ kìa, thế vừa nãy chú bảo là chú đưa cháu đi xem phim còn gì? Đây, xem đi, dạp chiếu phim đây thầy. Không, cháu muốn ra dạp xem phim cơ mà. Dạp gì? Dạp nào? Làm gì có tiền mà dạp? Đây, chú mời mày xem phim bằng cái màn hình này này. Dạp chiếu phim đây. Chú này, cái màn zin này thì móc đâu ra phim? Có mỗi cái cam lủi mới lại cái radio ấy. Chú tưởng cháu trẻ con chú lửa đấy. Ấy khoan, xe của chú ấy đã được nâng cấp từ màn hình zin thành màn hình Android bằng thiết bị West Vision E36 này rồi. Ngoài ra nhá, con này ấy, nó còn điều khiển bằng giọng nói cực kỳ đơn giản luôn. Đây này, em cháu xem nhá. Mở video nhạc trẻ remix. Đấy, thấy chưa? Em cháu không vui à? Không hề vui bằng niềm tin à? À,
Đúng rồi, vừa nãy nhá, chú có hứa là chú tặng cháu một con ô tô. Ý, có phải là con xe này không chú? Ôi, đúng là chỉ có chú Tùng mới thương cháu nhất thôi. Xe gì? Xe nào? Tặng cái gì? Ủa, nay rõ ràng chú hứa là chú tặng cháu ô tô, nên là cháu đuổi thằng kia về rồi mà. Không có đâu à. Nói lúc nào? Ai nói? Nói cái gì? Chú lật mặt à? Rồi, con lẩy mẹ. Xe này ấy, là xe khách người ta gửi. Giờ tôi đánh vào bãi đây này. Tiền ăn còn chả có. Lấy tiền đâu ra để tặng mẹ cả một cái xe ô tô. Chú cháu cái gì? Đấy, giờ thằng kia nó bỏ chạy rồi đấy. Thì yêu ai? Ăn không được thì bố đập đổ chứ lị. Dại gì mà để thằng khác nó hóc. Mày nghĩ tao đơn giản lắm à? Rồi, xuống này, xem phim thế đủ rồi. Tao đánh xe vào bãi. Đừng mỡ này nữa. Xe của ai nhỉ? Đóng tiền xe đấy nhá. Chú Tùng đóng xe, kiếp quá cơ. Lại còn giả vờ không biết xe của ai. À, cháu à, đóng tiền xe tháng này đi. Ai thu tiền, tháng trước vừa thu, tháng này lại thu tiếp. Tiền xe chỉ đóng theo tháng thì còn đóng theo gì nữa. Vâng, suốt ngày tiền, thế bao tiền? Xe mày, xe mẹ nhờ. Xe sang mỗi ngày 50, tháng 30 ngày. Tổng vị chi là 30 nhân 5, 30 nhân 50 này. 3,5 triệu. Này, ông tính toán cái kiểu gì đấy? Ông có biết làm toán không đấy? Mày nói thế là hơi bị hỗn này. Tao đây ấy, bằng cấp rõ ràng ấy, thì mới leo lên được cái chiếc trưởng ban trong xe này chứ. Bao nhiêu người người ta bầu ấy, không phải đơn giản đâu. Thế sao chú ấy tính toán cái kiểu đấy? 30 nhân 5 thì sao lại bằng 3,5 triệu được? Thế theo mày ấy thì nó bằng bao nhiêu? Rồi ông đưa đây tôi tính cho. 30 này nhân 5 này, 0 nhân 5 bằng 0 này, biết không? Thế 3 nhân 5 ấy là bằng bao nhiêu? Thế là trừ đi hay là chia đấy? À, chú ơi, như này này, chắc chú nhiều việc quá thì không biết đúng không? Đúng. Tao suốt ngày phải đề phòng kẻ gian vào bãi xe. Mày, em cháu phải hiểu cho chú chứ. Đây nhá, 30 này, 5 này, 3 với 5 là 35. Thêm 0 nữa là bao nhiêu? Là 300, 50.000. Tôi tính toán như này thì có phải tất cả mọi người đến đây gửi xe phải tin tưởng vào chú trưởng ban trong xe hơn không? Ờ đúng, 350.000. Cái này ấy, là tao tính toán suốt. Chẳng qua hôm nay ấy, hơi mệt nên là lận tí. 350.000, đóng đi. Vâng. Đây ạ. Xong rồi thì cháu đi nhá. Đi, cứ thế mà phát huy nhá. Khoan đã. Đứng lại đấy. Cháu xin lỗi chú, cháu biết lỗi rồi ạ. Thế mày không lấy tiền thừa à? Hết có 350.000 thôi, còn thừa 150 đây này. Từ. Gì nữa ạ? Xong rồi ấy, thì ký xác nhận là đã đóng đủ tiền vào đây. Không ấy, lại bảo là tao thu thừa của mày, thang tiếng nó ra. Đúng là có ăn có học có khác, tính toán như thật. Đây rồi. Chốt đi. Anh em chốt đi để tao còn kiếm bít hoa hồng chứ. Em cháu, mày đến đây làm gì đấy? Này tao bận lắm, không chơi bời gì với mày được đâu. Chơi bời cái gì? Cháu qua mua xe mà cái serum QCS của chú ấy, còn cái G3 nào? Ai à, ngoài lươn lẹo ra mày còn biết cả nói phép được à? Mua xe, chạy ăn từng bữa, còn bày đặt G3. Này, chú không xe, chú muốn nói cẩn thận nhá. Sao? Chú mà còn có cái thái độ này với khách hàng là cháu phải báo giám đốc đấy. Ôi ơi, mời tự sở nhiên. Kia, sếp ở phòng kia kìa. Đi thẳng, rẽ phải, nhớ gõ cửa, ông vệ sĩ ấy, nó đấm cho đấy. Được rồi, để xem ông còn làm việc được ở đây nữa. Dám hỗn láo với khách à? Nhanh hộ tao cái. Thay mặt showroom, thật sự xin lỗi chị. Không biết người chị vừa nhắc tới là ai để showroom xử lý. Đây, ông bảo vệ này. Ông để có thái độ không đúng mực với khách hàng là tôi rất không hài lòng. Đề nghị anh xử lý ông này cho tôi. Ôi giời ơi. Chị đang không hài lòng với ông chú này á? Đúng vậy, rất không hài lòng. À, anh không xử lý cho tôi à? Ui ôi, không sờ được đâu. Ông này ông ấy bỏ tiền ra mua cả cái showroom này rồi. Đến tôi còn đang đi làm thuê này. Lỡ ngớ là ông đuổi việc cả tôi luôn đấy.
hổ không gầm mày lại tưởng mèo Hello Kitty à? Cháu chào chú Tùng trông xe chủ tịch ạ. Trông xe nó là đam mê thôi nhá. Đừng có thấy vua quần đùi áo ba lỗ mà khinh. Alo đây, có muốn vào đây làm không? Dạ có ạ. Thế thì vào thay đồ, ra đây đứng mà tư vấn xe. Dạ vâng, vâng. Mày cứ xe này. Gì? Mày vừa gọi tao là cái gì? Cháu nhầm, chú Tùng chủ tịch. Chú Tùng đẳng cấp VIP vừa rồi. Vào thay đồ đi.